Hello cả nhà, bây giờ là 10 giờ khuya rồi đây. Mình đang lảo đảo ở Houston để đi ăn lẩu đây. Đây là tiệm lẩu ở ngay Chinatown nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ vô trong đây để ăn. Thì lẩu ở đây thì cũng là gọi all you can eat. Bữa nay ở Houston lạnh lắm cả nhà. Sorry. No. No. Did you get reservation? No. Two. Quá, vô cái được vô luôn cả nhà, không cần phải đợi. It's cold. Ở đây thì được cái thịt bò của nó rất là ngon, nước lẩu thì cũng rất là thơm. Đây thì sình lạnh lắm, ngoài giờ là 40 mấy độ. Đây cả nhà, thịt của họ đây thì có rất là nhiều loại thịt, thịt bò, thịt heo rồi, rồi có cả hải sản đây. Ngoài ra thì họ có những cái món tráng miệng nè cả nhà, này là cù, cù nướng. Đây cái lẩu thì mình có thể lựa những hương vị khác nhau mình thích nè. Mình thì mình thích ăn cái loại mà cái lẩu cay này nè, nửa cay nửa ấy. Chắc mình ăn nửa cay nửa cơm dung. Cơm dung là giống như là chua cay của Việt Nam mình nè cả nhà. Cái này không biết nó bỏ cái này giống như nguyên cục bơ á. Điểm của họ thì nói chung là cũng không có rộng lắm, nhỏ thôi nhưng mà rất là đông nha. Rồi cuối tuần mình đi thì hay đợi rất là lâu. Mình thì thích ăn lẩu cay nên là cay, thì cái lẩu ở đây họ làm nó đều là tương đối cay nha cả nhà. Ai không ăn được cay thì họ đỡ cay nha. Hey, how are you? Good, good. You are feeling? Huh? Feeling? Oh yeah. Two? Huh? Two people? Yeah, we have two people. Which one? My wife. Like, so just give us about 2 minutes and wait for my wife come. Okay. See where to restroom. Okay. Mình sẽ ăn cái loại half nè, two flavor, thì mình ăn nửa này nửa kia, mình sẽ ăn nửa cay và nửa tôm dùm nước lẩu Thái cả nhà. Lúc chờ đợi thì mình sẽ lấy cái đồ tráng miệng trước nha. Được khai vị với mỗi tráng miệng và sauce mọi người. Ở đây họ có rất là nhiều loại sauce nè. Mình có thể tự pha sauce cho mình. Ở đây thì mình thấy nó có cái món này cũng rất là ngon nè, đó là nấm. Ngoài ra họ có gì nữa không? Mì gà đó. Mình lấy cái này trước đi, lắm mình quay lại mì gà sao. Thấy đa phần cái này là họ vô họ ăn thịt bò không cả nhà. Đừng cái nằm nữa. Ăn cái sauce gì nha. Ăn
cũng ngon. Mật cá phi lê với thịt con tofu. Quá tình trạng xưa nè. Ngon nè, ăn không? Ngon nè. Chưa anh đi lấy sót. Hả? Thank you.
Giờ đây là nước lẩu đây cả nhà. Bên đây là cơm dùm nè, cơm dùm nước lẩu Thái. Còn bên đây là nước lẩu cay của họ nè, cái cay nhất nè. Trong đây nó có cái hạt này nè cả nhà. Cái hạt này ăn rất là ngon, ăn nó the the miệng đã lắm. Cái này em gọi mayo hay là gì? Mayo à? Wow, mayo mà vậy anh. Trời, nãy mà gọi Milam chắc khỏi ăn quá. Mayo mà nhìn nó đỏ lồm như là cả nhà. Mà nãy mà gọi Milam chắc chết quá, không ăn được rồi. Bây giờ thịt gà đây cả nhà, cái nào phụ là bò ta, sao giống nhau vậy em, cái nào phụ cái nào bò ta, sao giống nhau rồi. Cái model là bò đúng không, hai cái thịt này nó giống nhau lắm cả nhà. Bây giờ mình sẽ lấy thử miếng mình coi. Cái chấm này do thử như thế nào, thịt thụ nào, thịt bò. Thịt thụ thì chỉ có mình ăn thôi, còn sao mà nếu mà thịt thụ rồi. Chấm vô cái sốt. Bò. Cái này bò này, cái ngoài bò. Này câu này. Cũng cay mấy đó, cũng cay lắm, cũng cay mấy. Đây là cơm bắt đầu rồi nha. Ở hai bên, một cây, một bên không cây. Heo. Ủa, một nè. Đây là cá mà xa. Mà xa các bác. Mà xa. Trời ơi, hết luôn mà không chờ. Đây là cuộc heo, heo nè, ăn chắc là thật sống thật dễ lắm. Ăn cay vậy vậy, heo, heo. Ta biết chỗ đó em cũng ăn cuộc heo. Cái này gì đây? Cái gì đây? Cá chứ. Cái gì cá? Chữ tiếng rồi, chữ tiếng rồi. Miền mang đến là một tấm tự nhiên chúng ta đi thôi là may mắn. Ở đây là nó cho theo phong vị của người ăn rất là vài con bia và những cái gì nhỏ dễ thôi, chứ không phải đem một lần nhiều. Nó giống như bạn mình chỉ có hai người cho nên nó cái gì nhỏ 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 mà tùy theo các bạn họ đem ra cho nhà. Nó thịt này nè, chấm ra nè. Thank you.
giống như mì không? Hai người cho chắc. Tàu ủ nữa nha, tàu phu. Thịt này là mình ăn là phải nhúng vô là vừa chín mình ăn thôi, chứ đừng để chín quá nó sẽ không ngon. Thoát đâu thì ăn nè, thử thịt heo nha. Cái là tiết gì vậy? Cay cay. Thịt heo này nó nhỏ. Heo của họ ngon lắm, không hề miếng hôi, không hôi tí nào luôn. Cái gì mà ngon, cái gì ngon hả? Đúng là chả lạnh mà chỉ ra mẫu rồi hả? Cà không bỏ đúng là chờ là để chúng ta khẩu là đúng rồi, chính rồi, không thể miếng thôi. Theo cả nhà béo dã nè, cá nè cay ngon.
với cá, order canh cá với bột heo. Heo ăn nó béo dã man nè. Đây là cá này cá massage nha cả nhà. Massage. Cá này mình cho vô khi mà nó vừa nổi lên là mình phải ăn, nhưng mà nó gã. Có bộ lẩu cay đắt hơn lẩu kia ha. Tiếng nhiệt mồi quá đâu không mà không nổi cứng cơ bụng. Nó ngon lắm. Cái lẩu cay là ngon nhất. Cái trong cái này tôm dùm cũng đâu có ngon mấy đâu. Đó, cay ngon hơn, cay đã. Đó mình ăn nữa không? Ngon nhớ tại vì mua thêm nước ngọt uống đây cả nhà. Chứ mà không có nước ngọt nổi đâu. Cay quá. Toa ăn 2 tiếng nữa, nửa tiếng là leo rồi. Với lại đang đói nữa này, vô ăn hơi nhanh là sẽ bị no liền, không ăn được nữa. Ngay cả nhà hai đứa ăn muốn bể bụng luôn mà chỉ có 75 đồng 56 sen. Đây là tiệm lẩu ở Chinatown ở Houston các bạn. Ok, thôi bây giờ thì mình sẽ lên đường về ngủ thôi. Okay, xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé. Bye bye.